ngày 19 tháng 7 năm 2022, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lê Thanh Dân, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Phó vụ trưởng vụ địa phương 3, Ban nội chính Trung ương Trịnh Thăng Quyết đến dự. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các cấp quỹ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang, duy trì nghiêm, chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác gia quân đạt chỉ tiêu 100%, thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm 12,04%, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính kéo giảm 37,59% tai nạn giao thông đường bộ giảm trên hai tiêu chí, số vụ và người bị thương. Điều tra khám phá án đạt 89,17%. Công tác cải cách tư pháp được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương Trịnh Thăng Quyết đánh giá cao kết quả ngành nội chính tỉnh Bến Tre đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Ông Trịnh Thăng Quyết đề nghị ngành nội chính cần quan tâm tham mưu cấp quỹ, đầu tư chọn lĩnh vực vụ việc để giúp cấp quỹ thực hiện tốt hơn nữa vai trò tiếp công dân. Tham mưu cho cấp quỹ triển khai ngay năm nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 02 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, triển khai quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện kết luận số 13 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và hai huyện Châu Thành, Bình Đại đạt kết quả quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tàu cát, khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gắn với thực hiện nghiêm túc quy định số 11 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng nhân hóa tiết kiệm không tham nhũng trong cán bộ đảng viên công chức viên chức nhất là người đứng đầu